Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Đây là trận đấu tranh hạng 3 của giải U23 Đông Nam Á và sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ U23 Thái Lan trận đấu này sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp U23 Malaysia với mức kèo là 1 trái, mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên và ngoài ra thì sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của U23 Malaysia và U23 Thái Lan thì Malaysia thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước U23 Thái Lan. 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Malaysia thì Malaysia thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của U23 Thái Lan thì Thái Lan thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào U23 Thái Lan chấp một trái nha. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với U23 Malaysia thì mình thấy là U23 Thái Lan vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn U23 Malaysia một bậc. Thứ hai, nếu trận đấu này U23 Thái Lan có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, nó thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì U23 Thái Lan cũng còn đang vượt trội hơn so với U23 Malaysia. Những lần chạm trán với Malaysia trên sân nhà thì mình thấy là U23 Thái Lan đều có kết quả rất là tốt. Và trận đấu này U23 Thái Lan tiếp tục sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, thì mình dự đoán với mức kèo này thì U23 Thái Lan với hiệu suất ghi bàn thời gian đây cũng tốt thì họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U23 Thái Lan chấp một trái thôi nha. Nếu như mà đến giờ đá chấp 1,25 thì các bạn khoan hảo vào, các bạn xem đá tầm 5 đến 10 phút đi. Nếu như mà chưa có bàn thắng thì mức kèo chấp nó hạ lại còn từ một trái trở xuống, thì lúc đó các bạn hãy nên vào U23 Thái Lan cho nó an toàn nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng còn từ 3 hoặc 4 bàn trở lên là nhiều. Với lại trận đấu này tranh hạng 3 mà, cho nên là hai đội cũng sẽ không bị đè nặng về cái vấn đề thành tích quá nhiều nữa. Mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi, và cũng không loại trừ một khả năng nữa là U23 Thái Lan họ sẽ tận dụng được triệt để cái lợi thế sân nhà của mình để có thắng đậm trước U23 Malaysia thì sao. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Trận đấu này các bạn lựa mức kèo tài phụ là tài 3 thôi, hoặc xem đá một chút xíu đi cho tài nó hạ xuống còn từ 3 trái trở xuống thì hảo vào. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định hơn thì U23 Thái Lan sẽ có một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn U23 Thái Lan chấp nha, và canh tài hiệp 1 còn một trái thì vào. Tóm lại trận đấu một chút kèo là chọn U23 Thái Lan và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.